Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một clip về Võ Lâm 1 nha anh em, Võ Lâm truyền kỳ hồi xưa nha anh em. Cái phiên bản này cũng là phiên bản đồ xanh của CXVN.net. Hôm nay mình cũng đạt nhiệm vụ 90 rồi và đủ 240 danh vọng rồi, làm mấy ngày trời mới đủ anh em, chơi chỉ gần cả tuần mới đủ. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện cái nhiệm vụ 9x của năm độc cho anh em xem. Thì cái nhiệm vụ này theo mình nghĩ là nó rất là khó, nhưng mà anh em cố gắng biết đường thì nó sẽ cũng đơn giản thôi. Ok, thì mình sẽ bắt đầu trở về Nam Độc. Cũng phải Nam Độc tại vì anh em nhớ là cưới cái con Nga Mi để vào phụ bút máu cho mình nha anh em. Đó, mình đã cưới sẵn Nga Mi rồi, tí nữa mình chỉ cho Nga Mi tương tâm ảnh phu vào thôi, mình đã đỡ chuẩn bị sẵn hết rồi. Trước tiên là nhiệm vụ chính thức thì anh em chúng ta làm khí danh đệ tử đã. Ok, mình sẽ xuống cái này nhận khí danh đệ tử đã. Muốn làm chính thức thì phải làm khí danh đệ tử năm độc trước nè. Mình là năm độc nhưng mà mình phải làm khí danh này mới làm được nhiệm vụ chính thức nghiệp vậy. Yêu cầu là nè, từ cấp 90 trở lên danh vọng 240, là ngũ độc khí danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào ngũ độc này, ngươi muốn thử không? Ok, môn ngũ độc ở chỗ nào vậy? Đây rồi, rồi chúng ta phải làm cái ký danh đệ tử rồi mới làm được chính thức nè. Ok, đó, ta đã vào. Tiếp tục thì mình sẽ giết con độc mãng ở tòa đồ này. Độc. Nếu mà anh em nào có hứng thú thì có thể chơi server này nha. Server này mới ra được nửa tháng thôi anh em, 15 ngày rồi mới ra được nửa tháng thôi. Đây, độc mãng đây rồi. Ôi, sao không có hết vậy? Ok, một con long đầu tiên. Tiếp tục, mình sẽ tới con bò cạp chúa. Trộn xà thế. Wow, vãi thiệt. Anh em xem này. Ôi, đi phải cảnh 2-3 cây số. Ôi, chưa. Nha vái, bò cạp chúa. Ui, không ra luôn, vãi. Cái này nó có sắp xuất phần trăm rồi anh em. Không thấy ra luôn. À, ok, cái thứ hai là lái được. Cái thứ ba là quýnh nhận độc, thỏa đồ này trở lên. Ta sẽ đọc đây. Ôi, lại không ra luôn. Chắc phải quýnh lần thứ hai mới ra anh em ơi. Làm cái nhiệm vụ nhân vọng không mà mất 4-5 ngày liền anh em. Không phải đơn giản đâu. Tại vì server này nó không có cho nhân vọng, danh vọng. Với lại là nhiệm vụ xuất sư xấu ít nó không cho 120 điểm. Mấy phái khác thì cho 120 điểm danh vọng thì quá đơn giản rồi. Còn phái năm độc với thiếu lâm thì không cho anh em. Nên là cày từ 0 điểm lên 240, mất gần 4 ngày của mình. Đó, 3 tọa độ. Ok, chúng ta tới tọa độ thứ 4. Chúng con cấp đỏ. Cấp đỏ đâu? Ui, xả bái lên không? Ok, cấp đỏ đây rồi. Ok, có luôn. Tiếp tục qua tọa độ thứ 5, quýnh con thành lệnh. Tọa độ thứ 5. Thành lệnh đâu, thành lệnh đâu? Đây rồi. Ok, đủ luôn. Đủ thanh lần rồi, giờ mình sẽ mang năm sợi chim nó đến đệ tử ngũ độc giáo ở ngay cửa là xong. Ok, hiểu rồi.
Rồi ra ngay cửa lại. Hoàn thành nhiệm vụ. À, anh em thấy chưa? Đây là mới là nhiệm vụ ký danh đệ tử môn phái ngũ độc thôi nha anh em. Rồi ok, bây giờ bắt đầu sẽ là nhiệm vụ 9x nha. A few minutes later. Ok, xuất sư. Ok, nấu đỏ mới làm được. Ta về Long Tiền Thôn. Uy Dũng. Biết ngay mà chữ đỏ mới làm được này, em biết đúng không? Rồi, ok. Ok. Mình sẽ cho người mì theo mình. Thiếu nữ. Đọc vô tình theo này. Ok, vé đã ổn định rồi. Ok, giờ cái việc mình đi thôi, đi là nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ là cầm máu nè. Và năm độc là chúng ta nên lưu rừng ở Lâm An để có thể phù, số phù là có thể phù lên lại nha anh em. Nếu mà chúng ta đang bắn mà có bị phù đó, có thể phù lên lại. Ok, nhận nhiệm vụ rồi chúng ta sẽ đến Ngũ Độc Giáo Kim Sa Trại. Mình sẽ về Ngũ Độc Giáo. Giáo. Ok, chúng ta đã tới Kim Sa Trại rồi, hơi xa. Rồi, Long Bắc Tà. Ok, nó cho mình một cái lá gì đây. Thư Long Bắc Tà. Tiếp tục thì mình sẽ trở về Thành Đô. Đường môn và phòng y dược là mình sẽ phô qua đường môn luôn. Đường môn. Ok, thì chúng ta tiếp tục trở lại Vong Bắc Tà, Quýnh Vong Bắc Tà là mình sẽ qua Lam An trước rồi anh em. Lam An mình bơ tơ trước rồi đó. Mình đi làm qua Lam An bơ tơ trước rồi đó. Lấy thêm mấy cục máu. Mình sẽ trở lại Ngũ Độc Giáo. Mình cho nghe mây bơ tơ sẵn hết rồi. Ngũ Độc Giáo này. Rồi, chiến thôi. Cái chiến thì mình có đợi dành cái thuốc lắc đó. Vô là mình hốt xác. Ok, lần này trở lại gặp Vong Bắc Tà thì mình sẽ giết ổng. Mình chuẩn bị sắp xếp mình nút mấy cái bình thuốc lắc là mình chơi thôi. Lần này gặp lại là không biết như thế nào đây, chơi nói hay không đây. Ok, mình sẽ nuốt mấy thuốc lắc nữa anh em. Rồi, ok. Chơi. Ấy da. Cắt vợ anh hai. Anh em cứ từ bình tĩnh, mình kiếm cái gốc là mình cho nó mi ra rồi anh em. Mày sống mi ra em. Em mi tiếp tục thôi. Dạ, em phải gắt đâu, một phát một, quên luôn. Quá đẹp. Trời ơi, quá đẹp. Đó là xong. Nhiệm vụ mình là chỉ như thế thôi anh em, đơn giản thôi. Anh em nào không biết thì có thể làm cái cách này và trong nhiệm vụ chính thức nha. Nếu mà anh em nào không biết thì làm nó lâu lắm, thiệt chứ này là mình chỉ anh em thôi. Ok. Đã xong nhiệm vụ. Đó, tuổi gì bán quýnh bằng mình. Giờ chúng ta trở lại Lâm Tiền Thôn. Nãy mình
mình hơi chủ quan nên mình đỡ một cá thôi em, nên là mình phải vào rương. Ui nó quýnh mình nữa kìa. Mình phải vào rương mình lấy thêm hai cá nữa mới kịp. Anh em nào biết thì có thể đợi trên này khoảng 3-4 cá nha anh em. Đó, xem nhiệm vụ. Đó. Xong. Ok, và clip của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây, và mong anh em cảm thấy clip của mình hướng dẫn hay và thú vị, nhớ cho mình một like, chia sẻ, ủng hộ video này nha. Ok, bye bye anh em. Đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị lên đảo Tài Tử và mình đi liền kêu thôi. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị, nhớ cho mình một like và đăng ký cho này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.